Sau ba tháng đóng cửa vì dịch Covid-19, từ ngày 1 tháng 6, các bảo tàng trong thành quốc Vatican, nơi lưu giữ nhiều kiệt tác vĩ đại nhất thế giới, cũng sẽ mở cửa trở lại. Khách tham quan phải đặt chỗ trực tuyến trước để bảo tàng có thể kiểm soát số lượng người sau khi đóng cửa bảo tàng vatican đã được vệ sinh nghiêm ngặt dù đây không phải là điều gì mới mẻ vì bảo tàng vẫn thường xuyên dọn dẹp cả sau khi đóng cửa lẫn trước khi mở cửa đón khách tất nhiên những sản phẩm vệ sinh đặc biệt đều được sử dụng cho tác phẩm nghệ thuật ngay cả khi không cần thiết vì chúng tôi biết du khách không nên chạm tay vào các tác phẩm nghệ thuật du khách sẽ được kiểm tra nhiệt độ đeo khẩu trang và dùng gel rửa tay khi vào bảo tàng Nhân viên bảo tàng cũng phải đeo khẩu trang, găng tay và bất cứ khi nào khách cần, các nhân viên y tế sẽ hỗ trợ ngay. Để mở cửa trở lại từ 1 tháng 6, tất nhiên cần tôn trọng các quy định về khoảng cách giữa mỗi người và tuân thủ các quy tắc vệ sinh. Mọi người vào bảo tàng sẽ phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và rửa tay bằng gel vệ sinh. Các điều kiện vệ sinh tương tự cũng được áp dụng với các du khách đến thăm nơi ở mùa hè của giáo hoàng tại thị trấn Castel Gandolfo ở phía nam Rome. Ngoại trừ villa và vườn tược mà giáo hoàng Francis không sử dụng sẽ chỉ mở cửa vào cuối tuần thay vì cả tuần như trước kia. Đại dịch COVID-19 đã khiến ngân sách của Vatican thất thu vì các viện bảo tàng trong thành quốc này là một trong những nguồn thu đáng kể với gần 7 triệu du khách mỗi năm.